Mẹ xe đi. Bon Bon TV. Alo. Thế nha. Bố sắp về rồi. Bố sắp về đưa mẹ con mình đi chơi rồi. Con Trang đếm cho mẹ đi. Vâng ạ. Trang đếm cho mẹ đi. Bố về bố đưa mẹ con mình đi chơi. Trang điểm cho nó đẹp nha. Vâng ạ. Chơi rồi. Bố cho mẹ con mình đi ăn nhà hàng nữa đấy. Yeah. Được chưa? Lâu chưa? Được. Đây 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 mẹ mẹ làm cho. Đây. Đấy. Được chưa? Xinh chưa? Xinh chưa? Xinh chưa? Mẹ. Đây 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 đây. Quý phái. Đây đây, con bôi cái này cho mẹ. Bôi thêm thêm nữa nha, nhiều nhiều cho nó đẹp. Đây, dùng cái này cho mẹ. Đây, cái này làm má hồng được đấy. Chào mẹ, chào mẹ. Đây, nó xịt xịt như này thôi, để mẹ xịt cho. Rồi. Đây. Rồi, đeo kính cho mẹ đi. Chưa? Rồi đưa cái gương mình xem nào. Mình xem được chưa đấy, đi đi nào. Nhanh nhanh, bố đang đợi rồi. Mẹ xe đi.
bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.